Kiểu hai này chúng ta sẽ tìm hiểu qua là con chó hàng. Thứ nhất, cái mục tiêu đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu qua con chó hàng. Con khi chúng ta biết là một cái hằng số như thế này, constant. In. Mình khai báo cái biến constant in bằng 99, thì tức là cái biến n này nó là một hằng số, định của nó sẽ là một kiểu số nguyên bằng 99, và chúng ta không thể thay đổi được cái n này bằng cái số nào khác hết. Khi chúng ta thay đổi thì chương trình nó sẽ báo lỗi ngay. Vậy thì vậy hằng con chó hằng nó sẽ có con chó hằng, nó sẽ có hằng con chó, nó sẽ có hằng con chó hằng, nó khá là nhiều. Ngay mình sẽ lấy cái ví dụ như thế này. Đây. Để ví dụ như là mình khai báo một cái biến constant in n. Chính chính cũng tương tự thôi, nó sẽ tạo ra chúng ta một cái vùng nhớ. Cái vùng nhớ này nó sẽ cũng sẽ có cái địa chỉ, ví dụ như là 0079 như này, giá trị của nó là 99 và cái size của nó sẽ là 4 byte. Đấy, nó hiểu như thế. À, khi mà chúng ta thay báo một cái con chó như thế này, bn, con chó bn này bây giờ mình gán cho nó bằng n, mà địa chỉ của n xem nó sẽ như thế nào. Nó sẽ báo lỗi ngay, bởi vì đây là một hằng số mà cái n này nó bn này nó chỉ là một con chó kiểu số nguyên thôi, cho nên trình biên dịch nó sẽ không có cho chúng ta làm thế. Mà để chúng ta chỏ được đến cái hằng số n này thì chúng ta nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái nữa gọi là con chó hàng. Đó, mình dùng constant in. Đó thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ có thể chọn đến được. Đấy, hết lỗi rồi. Và cái đặc điểm của cái constant in này là như thế nào? Thường thì thông thường là một con chó này nó có thể chỏ đến một cái ô nhớ nào đó và có thể thay đổi được dữ liệu. Giờ chúng ta thử cái constant in này có thể thay đổi được dữ liệu không? 90. Đấy, nó sẽ báo lỗi ngay, bởi vì nó là hằng số. Chúng ta sẽ không có thể thay đổi được dữ liệu bên trong nó. Và tương tự như thế, nếu mà cái con chó hằng này mà chỏ tới một cái số, giả những cái số nguyên này, n số nguyên, nó phải thay đổi dữ liệu đúng không? Nhưng mà khi chúng ta khai báo là con chó hằng thì nó cũng sẽ không thay đổi dữ liệu. Bây giờ chúng ta cái này không phải là hằng số đi, cái này chỉ là cái số đơn đơn giản là cái số nguyên thôi. Và giờ chúng ta khai báo một cái con chó hằng, đó chính là constant in sao bn bằng địa chỉ của n. Thấy, tức là nó sẽ tạo ra chúng ta cái ô nhớ này, cái ô nhớ này nó sẽ được gán. Cái này nó sẽ có cái địa chỉ nào đó nhé, nhưng không quan tâm đâu. Nó sẽ gán cho nó là cái địa chỉ này đó. Một con chó thì đặc tính của nó là nó thể chỏ lên cái kiểu dữ liệu bất kỳ nào đó, cái biến bất kỳ đó, và nó có thể từ cái địa chỉ này cái address mà nó lấy được, nó có thể tác động được đến đây, nó có thể lấy ra cái dữ liệu này nó xài, hoặc là nó thay đổi kiểu dữ liệu này. Nhưng mà khi chúng ta dùng constant in thì nó không thể, chúng ta chỉ có thể đơn giản là lấy ra và sử dụng thôi, lấy cái dữ liệu ra sử dụng, chứ chúng ta không thể thay đổi được giá trị của nó. Đây, mình xóa cái này trước đi. Và nó là cái phần con chó hàng. Nó đơn giản là khi nó đơn giản là một cái biến có thể chỏ đến một cái dữ liệu nào đó mà nó không thể thay đổi được cái bên trong này. Đâu, bây giờ mình thử cho một cái biến khác, một cái biến a bằng 80.
Bây giờ sau khi mình gán cái biến sau khi mình gán cái biến p bn bằng bằng địa chỉ của cái biến n này, thì bây giờ mình xem coi mình có thể thay đổi được cái giá trị của cái biến con trỏ này không. Đó mình dùng n gán nó lại thành cái biến a. Rồi, để thử mình xem coi được không. Đấy thì câu trả lời nó là được. Tuy là nó không có thể thay đổi được giá trị bên trong này, nhưng mà chúng ta muốn thay đổi được, nhưng chúng ta có thể thay đổi được cái địa chỉ mà nó gán. Đây mình sẽ có thêm một cái biến a này nữa. Một cái biến a này 80. Là mình sẽ có cũng sẽ có cái vùng nhớ. À, địa chỉ của nó giả sử là 0 xx0 32 giả sử vậy. Đây 80. Đây, chúng ta không thể thay đổi được cái giá trị bên trong này, nhưng chúng ta có thể thay đổi được, chúng ta sẽ đem cái biến biến bn này gán lại thành một cái địa chỉ khác được. Đó, ví dụ mình gán lại nó thành cái này. Đó thì cái đó là hợp lệ, là cái con chỏ hằng cho phép chúng ta làm gì đó. Ok, và đó là con chỏ hằng. Đây mình sẽ phân phân cách nữa nha. Lấy con chỏ hằng là như thế. Còn tiếp theo chính là hằng con chỏ. Hằng con chỏ nó khác gì với con chỏ hằng? Là chúng ta bây giờ thử mình đây là con chỏ hằng. Con chỏ hằng thì nó sẽ cái dấu sao nó sẽ nằm ở phía sau đây. Đó, đó là con chỏ hằng. Và đặc điểm của con chỏ hằng này là khi mà nó được khai báo thì buộc bạn phải gán cho nó một cái giá trị nào đó. Đây con lệnh sao in pn bằng, giả sử mình gán cho nó bằng cái giá trị là cái n này. Đây mình sẽ biên dịch, giả sử mình không có gán giá trị thì như thế nào, thì nó sẽ báo lỗi ngay. Và đây là con một cái con chỏ hằng, một cái hằng con chỏ nên do nó là hằng con chỏ nên nếu mình không có để giá trị nào thì nó sẽ bị lỗi. Còn như các bạn thấy con chỏ hằng thì nó không có vấn đề gì xảy ra nếu mình làm việc này cả. Đó nó không vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà cái thằng thằng con chỏ này nó lại khác. Ok, vậy thì ngoài cái này, ngoài cái cú pháp như thế này ra thì con thằng con chỏ nó có khác gì với con chỏ hằng nữa không? Thì nó khác ở điểm là khi mà chúng ta dùng nó chỏ một cái biến, n, nó chỉ đơn giản là khóa khóa cái địa chỉ mà chúng ta gán vào cái biến bn này thôi. Còn chúng ta vẫn có thể lấy cái n này ra, chúng ta có thể thay đổi cái chính chính này bình thường. Đây dùng cho một cái biến bn này bằng bằng 9 thì chúng ta xem. Thì nó không được bạn. À nó là con chỏ hằng. À nó sẽ không được. À, đó mình nhầm. Đây mình in một cái biến a nào đó. Cái biến a bằng là 80. À, bây giờ mình sẽ gán lại cho cái bên nào này bằng cái địa chỉ biến a. Đó thì đó thì nó sẽ không có cho phép cái nó sẽ khóa cái địa chỉ của cái biến n mà chúng ta gán cho nó luôn. Đó là đó như thế. Rồi để mình thử lại cái toán này xem nào. À, nó báo lỗi vậy. Đó là hai điểm, đó là chính là hai cái kiến thức về con chỏ hằng và hằng con chỏ. Một cái là có thể một cái là chỉ chỏ đến một cái địa chỉ duy nhất thôi, còn một cái là chúng ta chỏ đến một cái địa chỉ và chúng ta có thể là chúng ta có thể thay đổi được cái địa chỉ mà nó chỏ đến. Đây phần con chỏ hằng thì chúng ta chỏ đến cái địa chỉ này và chúng ta thay đổi được cái địa chỉ nó chỏ đến. Còn về hằng con chỏ thì chúng ta không thể làm như thế. Có như sao. Yes.
Ở đây. Đây là cú pháp khai báo. Hàng con chó là con chó, hàng con chó không thể thay đổi được vị trí vùng nhớ nhưng có thể thay đổi được giá trị. Đây mình xin lỗi các bạn là mình nhầm ở cái chỗ này. Về cú pháp của một cái đây chính là một cái con chó hàng. Một con chó hàng thì nó là như thế này. Ở đây là cái hàng con chó. Một cái hàng con chó nó là như thế này. Tuy là nó không có thể khi là nếu mình có một cái biến n này, mình chọn tới biến n này, mình không thể thay đổi được cái địa chỉ mà nó chọn đến, mình không thể khi mà bằng cái địa chỉ n này mình không thể thay đổi thành cái biến cái địa chỉ a này được, nhưng mà mình có thể thay đổi được cái giá trị bên trong cái n này. Vì anh mình chọn tới n bằng 99 thì mình có thể thay đổi nó thành thay đổi được cái giá trị trong đó đó nó được rồi. Đây chính là cái cú hàng con chó thì cú pháp là như thế này, nó là in sao con và cái tên của cái con chó, cái miếng con chó, và nó phải được gán mà đây ngay từ đầu khi khai khởi tạo nó phải được gán bằng cái một cái giá trị địa chỉ trước. Đó là cái phần con chó hàng và hàng con chó nó là như thế. Mình sẽ nhắc lại cái này một chút mà nó hơi bị gói. Cái con chó cái này gọi là con chó hàng. Con chó hàng là chúng ta có thể chỏ đến một cái địa chỉ nào đó và chúng ta có thể chỏ đến theo một cái địa chỉ khác nữa, chúng ta có thể thay đổi được cái địa chỉ mà nó chỏ đến. Tức là chúng ta có thể lúc chúng ta chỏ tới cái này rồi chúng ta có thể thay đổi chỏ tới cái này được, nhưng mà chúng ta không thể thay đổi được cái giá trị bên trong nó. Còn cái hàng con chó này tuy là nó có thể nó ngược lại với cái thằng con chó hàng. Hàng con chó thì nó có thể nếu nó chọn đến cái này thì nó không được chọn đến cái nào khác nữa, nó không phải chọn đến cái này nữa, nhưng mà điểm đặc biệt nó khác với cái con chó hàng, tức là nó có thể thay đổi được cái giá trị bên trong này. Còn một cái nữa nó gọi là hàng hàng con chó. Hàng hàng con chó này thì nó không thể thay đổi cả giá trị và cả địa chỉ luôn. Đây, thay đổi giá trị nó không thay đổi được nè. Thay đổi địa chỉ nó cũng không thay đổi được. Cái constant sao con này nó chính là hàng con chó hàng. Hai thằng này thì một thằng thì làm được cái này nhưng không làm được cái kia, thằng này thì cũng làm được cái này nhưng không làm được cái kia, hai này ngược nhau. Còn thằng này thì nó không thể làm được cái gì cả, nó chỉ đơn giản là chỏ đến một cái vùng nhớ nào đó và các bạn có thể xài được, thể truy xuất được cái giá trị này và cái địa chỉ của nó thôi để làm công việc gì đó thôi. Nó không thể thay đổi được một trong hai như là hai cái này, vì thế nên cái thằng hàng con chó hàng này rất là ít khi được chúng ta sử dụng. Đó, phần này mình có hơi nhầm lẫn một chút. Đó là phần con chó và kiểu dữ liệu hàng. Còn con chó voi tức là như ta biết cái kiểu dữ liệu voi, tức là một cái kiểu dữ liệu không có gì, một cái kiểu trống rỗng là không có gì, nhưng mà khi chúng ta dùng cái con chó voi này, khi chúng ta khai báo một cái con chó PTR voi như thế này thì chúng ta khai báo thấy chúng ta có thể chỏ đến bất cứ cái kiểu dữ liệu nào, một cái biến kiểu dữ liệu nào khác. Những cái con chó mà có kiểu dữ liệu được định dạng sẵn rồi thì nó có thể chỏ đến, nó chỉ chỏ đến đúng cái kiểu dữ liệu mà chúng ta khai báo cho nó thôi. Còn con chó voi này có thể chỏ được đến mọi kiểu dữ liệu nhưng mà chúng ta sẽ không có thể truy xuất được cái giá trị trong cái kiểu dữ liệu đó một cách thông thường, mà chúng ta phải thông qua một cái bước nữa gọi bước ghép kiểu. Đây mỗi con chó kiểu voi như này nó có hai cái biến là int là 10, float là 2.34 và cái k là ký tự k. Cái kiểu dữ liệu cái con chó voi này
nó có thể nhỏ lớn ngoài, nó có thể nhỏ lớn địa chỉ của y này, nhỏ lớn địa chỉ của s, có thể nhỏ lớn địa chỉ của x này. Nhưng mà nếu mà chúng ta không quét kiểu như này thì chúng ta không thể truy xuất được cái giá trị bên trong đó. Phải ép con chỏ voi là chưa có định dạng con chỏ, chúng ta phải ép kiểu thành một cái con chỏ in hoặc là con chỏ float để in được cái, để truy xuất được cái giá trị số số nguyên 10 này. Từ cái biến in chúng ta phải ép kiểu là con chỏ in rồi đây, để chúng ta mới có được lấy được cái giá trị của nó. Tương tự với nó là cha, nó con chỏ voi chúng ta chỉ có như thế thôi. Chúng ta cũng dùng con chỗ voi này, nó được cái là nó sẽ chỗ đến được cái nhiều, nó có kiểu dữ liệu nào luôn, nhưng mà có tiện cái là mỗi lần chúng ta muốn truy xuất để lấy dữ liệu chúng ta phải ép kiểu đó. Ai nó cũng sẽ cho chúng ta một vài cái lý thuyết, một cái lý do mà chúng ta nên và không nên sử dụng con chỗ voi. Tiếp theo là con chỗ và mẹ. Ở phần này là một cái phần khá là quan trọng, bởi vì nó liên quan tới kiến thức gọi là mảng, và cái mảng là cái cấu trúc dữ liệu để lưu trữ rất là phổ biến, cho nên cái này, cái mảng học về mảng thì luôn quan trọng rồi. Khi mà chúng ta học tới con chỏ thì chúng ta sẽ biết một cái gọi là mảng đọc, ví dụ như là mình tạo một cái biến in, một cái array 100 100 ký tự, gồm 100 ký tự, thì tức là thôi mình lấy số nhỏ đi, gồm là 6 ký tự, thì tức là nó bộ nhớ máy tính nó sẽ tạo ra chúng ta 6 cái ô nhớ liên tiếp. Nhưng chúng ta đã biết sáu cái ô nhớ liên tiếp này mà chỉ được có 6 ô thôi, nó chỉ tồn tại 6 ô thôi, nó không thể tăng, nó cũng không thể bớt được. Và cái biến A này nó chính là một cái con chỏ, bản chất nó là con chỏ, nó mặc định nó sẽ ô này. Thì cái biến kiểu in thì chúng ta sẽ cách nhau là 4 byte. Đấy, cái biến tiếp theo nó sẽ lấy cái biến này cộng thêm 4 byte nữa. Đó, rồi nó sẽ cộng như thế. Trong không chính là cái chúng ta như cái chữ A này. Tức là chúng ta mặc định là ám chỉ cái ô đầu tiên này. Và con chỏ nó sẽ có cái toán tử gọi là toán tử cộng. Khi mình dùng a cộng 1 thì tất cả nó sẽ dịch con chỏ này qua cái ô kế tiếp nó, tức là dịch đến đây cộng 1 thì nó sẽ dịch đến đây, dịch qua một ô. Còn cái toán cộng 2 nó sẽ dịch qua đây hai ô. Còn trường hợp nó sẽ trường hợp cái mũi tên này nó đang nằm ở đây thì chúng ta có thể cho nó dịch lại đây bằng cách là trừ một đó, trừ một tất cả nó dịch ngược lại, dịch lại đây. Mà một cái điểm lưu ý là trong con chỏ thì nó không phải là kiểu số nguyên, là do một số toán tử có thể dùng được kiểu số nguyên nhưng không thể dùng được cái con chỏ và ngược lại. Ví dụ như là trong số nguyên chúng ta có n bằng 2 thì chúng ta sẽ dùng n nhân với 3, n nhân 4 gì đó, nhưng mà chúng ta không thể nhân con chỏ được. Bởi vì bản chất con chỏ là cái địa chỉ mà. Chúng ta lấy con chỏ nhân với 3, chúng ta lấy địa chỉ này nhân với 3 là nhân, là tức là nó cộng, là nó bản chất của nó là dùng thực hiện nhiều lần phép cộng. Tức là nhân 3 tức là cộng cho n cộng n 3 lần. Thì chúng ta không có lấy cái địa chỉ cộng chỉ cái địa chỉ cộng địa chỉ được. Thế nên cái phép nhân không là cái phép toán tử không hợp lệ. Đó. Hồi nói là cái về cái mảng rộng thì như thế nào? Từ cái mảng rộng thì như ta biết là cái biến A này hoạch định nó là cái con chỏ đúng không? Là con chỏ để quản lý mảng, cho nên khi chúng ta có một cái con chỏ A như thế này, ta có một cái biến con chỏ thì chúng ta hoàn toàn có thể cấp phát bộ nhớ cho nó, phát tức là chúng ta sẽ tạo thêm bộ nhớ cho nó. Chúng ta sẽ tạo thêm cho nó những cái ô nhớ liên tiếp như thế này. Đó, chúng ta tạo thêm cho những ô nhớ liên tiếp này, và tạo số lượng bao nhiêu thì chúng ta sẽ là do người lập trình chúng ta tự để quyết định. Khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta có một cái cách, chúng ta có một cái hàm gọi là hàm giải phóng bộ nhớ. Giải phóng tức là nó sẽ phục hồi lại từ ban đầu, nó sẽ giải phóng cái biến A đi. Đó là giờ đây là mảng tĩnh đúng không? Mảng tĩnh thì chúng ta không bàn nữa. Bàn tới mảng động. Giờ mình có khai báo một cái
con trỏ A này. Để mình cấp phát bộ nhớ cho nó thì chúng ta cần phải include thêm cái thư viện nữa. Thư viện đó là thư viện stdlib.h. Đó. Và để cấp phát bộ nhớ thì chúng ta có ba hàm. Hàm thứ nhất là hàm malloc. Hàm malloc. Hàm thứ hai đó chính là hàm calloc. Và hàm thứ ba chính là hàm relloc. Ok. Hàm malloc thì chúng ta nó là cái hàm như thế này. Và ở chính giữa đó chính là kích thước mà chúng ta muốn cấp phát cho mảng. Ví dụ như là mình muốn cấp phát cho mảng là 5 phần tử thì mình chia đây là 5. Và giống nhau, nhân với cái kiểu dữ liệu, kích thước của kiểu dữ liệu mình muốn cấp phát. Nhớ là sai rồi. Đó, cái này chỉ cấp cái nhân với kiểu cấp cái nhân với cái size of in này là như thế nào. Bởi vì nếu là đều kiểu in đi thì bộ các ô nhớ này nó phải cách nhau là 4 byte. Nó để lưu trữ được cái kiểu in này. Và nếu là cái kiểu cha đi thì các ô nhớ này phải cách nhau là 1 byte. Đấy, vì thế nên chúng ta phải cho nó biết là chúng ta cần nó cách nhau bao nhiêu byte. Đó, từ cái miếng A này nó sẽ tạo thêm những cái ô nhớ liền kề đó và các ô nhớ này cách nhau bao nhiêu byte. Và do bạn thấy ở cái hàm malloc này nó là một cái nó trả về một con chó voi mà chúng ta đã tìm hiểu trong cái lý thuyết ở phần trước. Đó chính là con chó voi nó sẽ không có thể truy xuất được dữ liệu trừ khi chúng ta ép kiểu cho nó. Cho nên ở đây chúng ta phải ép kiểu cho nó thành cái kiểu mà chúng ta muốn truy xuất theo cái kiểu in sao kiểu con chó. Cho con chó kêu in. Đó, và như thế là chúng ta có thể đã cấp phát được cho nó 5 cái ô nhớ liền kề nhau. Chúng ta có thể cấp, chúng ta cấp phát được cho 5 cái ô như thế này. 5 cái ô liền kề nhau. Đó, và công việc chúng ta là thao tác với 5 ô này. Và khi chúng ta cấp phát thì chúng ta có một cái điều là chúng ta không được quên, đó chính là dùng cái hàm print. Tức là nó sẽ giải phóng những cái bộ nhớ mà chúng ta vừa cấp phát. Nếu mà dữ liệu lớn mà chúng ta không dùng hàm free này thì sẽ xảy ra lỗi, đó là lỗi truyền bộ nhớ. Và khi mà các phát như thế này rồi chúng ta sử dụng nó như thế nào. Đó, bây giờ mình sẽ in ra. Chúng ta có thể kiểm tra được sử dụng phần trăm U cho nó nhìn nó trực quan hơn, nó dễ nhìn hơn. Đó, khi mình ghi cái miếng A này, nó tương tự với mảng thôi. Đấy, thì nó sẽ là cái ô đầu tiên. Chúng ta cấp phép rồi mà. Đây, chúng ta cộng 1 kìa. Nó sẽ là ô thứ 2. Ta cộng 2 vào, nó sẽ là ô thứ 3. Cộng 3 vào, nó sẽ là ô thứ 4. Cộng 4 vào, nó sẽ là ô thứ 5. Đó, nó cũng giống cái khái niệm index của mảng thôi. Tức là cái ban đầu nó là 0, tức là cộng 1, tức là chúng ta dịch tới ô tiếp theo. Cộng 2 dịch 2 ô. Cộng 3 dịch 3 ô. Đó. Đây, cho nó xuống hàng. Đó, chúng ta đã tạo ra được một cái 5 cái ô nhớ liền kề nhau với kích thước là 4 byte mỗi ô. Đấy, size of in tức là lấy cái byte của kiểu dữ liệu in này, thành ra là chúng sẽ cách nhau 4 byte. Và lấy chi thức và chúng thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ dùng cái toán tử là để nhập vào chúng thì chúng ta sẽ dùng một cái vùng lọc. Bởi vì để tiết kiệm thời gian, mình sẽ for in y, đây là 5, in cộng. Đó. Như chúng ta thấy lúc nãy là chúng ta in ra được những cái địa chỉ này. Cái địa chỉ này thực in bằng cách là lấy cái A này cộng cho y cộng cho cái ô nhớ tiếp theo. Và cái thằng scan F này nó cần hai cái đối số, đó là cái kiểu định dạng và cái gọi là cái địa chỉ để nó biết chỗ mà nó lưu cái giá trị vào cái ô nhớ mà chúng ta muốn lưu.
Khi chúng ta ghi như thế này, tức là chúng ta đang ghi một cái ô nhớ, một cái địa chỉ giống như này, thì làm scan nó sẽ biết. Ví dụ như A này là, y này là không thì không, thì chỉ có A thôi, tức là nó sẽ đi đến cái địa chỉ này để nó lưu giá trị. Còn khi mà chúng ta y nó tăng lên một thì tức là từ cái này nó ban đầu nó đi đến cái ô tiếp theo, tức là a cộng một, rồi tương tự đấy, nó sẽ đi 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 như thế này, chúng ta có thể nhập được giá trị của chúng. Rồi để in thì chúng ta sẽ for, một dòng for nữa là hàm này, cái này sẽ là print f. Sao ta in nó đây, chúng ta nhập này 2 3 4, 5, 6. Đó, chúng ta đã nhập được và in ra năm số. Ở tới đây hàm free nó sẽ kết thúc, nó sẽ giải phóng bộ nhớ của chúng ta. Rồi trường hợp chúng ta muốn nhập một cái mảng này, chúng ta tự đặt đặt ra từ ban đầu, chúng ta sẽ đổi thêm cái tiếng n này, scanf n. Đó, và ở đây chúng ta để n vào, tức là cấp phép n cái ô nhớ 4 byte for tới n, có tới n trừ 1 dừng lại. Để dùng những nhập 4 phân tử. Đó, mình thấy in nó ra. Và ngoài cái hàm malloc này ra, chúng ta sẽ còn hàm nữa, đó chính là hàm kloc và hàm relloc. Đặt những cái hàm này nó lại như thế nào? Giờ mình là 6. Giờ mình như thế này đi. Đấy, ở cái hàm malloc này, khi chúng ta in cái giá trị nó ra, đó thì mặc định là nó sẽ cho chúng ta những cái giá trị ghép khi chúng ta cấp phép những cái ô nhớ như thế này. Bên trong nó thì nó sẽ cho chúng ta những cái giá trị ghép, những cái trị bất kỳ như thế này. Đó, và đó là cái hàm malloc nó sẽ như thế. Còn cái hàm, một cái hàm nữa, hàm kloc. Hàm kloc nó cũng sẽ giống như cái kiểu, nó cũng sẽ giống như hàm malloc thôi, nhưng mà nó khác ở chỗ là chúng ta sẽ truyền một cái số phần tử là ở một bên khoảng cách chúng mình dấu phẩy, bên đây là cái kích thước kiểu dữ liệu. Và cái hàm kloc này khi chúng ta khởi tạo cấp phát bộ nhớ cho nó thì nó sẽ gán vào những cái giá trị bên trong là không. Nó khác với hàm malloc là như thế. Còn hàm relloc nó là như thế nào? Ở hàm relloc thì nó là như thế này. Hàm relloc thì chúng ta sẽ chần chèn vào hai cái đối số. Cái đối số thứ nhất đó chính là một cái con trỏ. Hàm relloc có đặc điểm nó khác với hai hàm kia, chúng ta có thể tăng, chúng ta tăng cái độ dài của mảng lên khi mà chúng ta muốn. Về ban đầu chúng ta không muốn tăng, chúng ta chưa có cái mảng ban cái mảng ban đầu mảng ban đầu thì chúng ta phải chèn vào nó là cái con tử nuôi, nuôi như thế này, và cái số phần tử mà chúng ta muốn cấp phép dù là 5 và nhân với style in, đó thì nó sẽ cấp phép cho chúng ta 5 cái ô nhớ, 5 ô nhớ như thế này. Và chúng ta muốn tăng cái ô nhớ lên thì chúng ta dùng thêm một lần nữa. Đó này, chúng ta tăng ô nhớ lên, được tăng lên 6, tăng lên thêm 4 nữa. Ở đây thì khi muốn tăng thì chúng ta phải chèn cái con trỏ mà trước đó vào. Đây, và thử mình sẽ bring những cái ô tiếp theo ra. Đây, có sẽ bắt nó từ từ 5. Bé bằng 5 cộng 4 bằng 9. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín, đó chúng ta lúc đầu chúng ta cấp phát cho nó là năm năm ô nhớ, và sau khi chúng ta muốn cấp phát thêm, chúng ta có thể cấp phát thêm bằng cái hàm này nữa, đó là chín. Và nó hai các cái hàm này cũng sẽ được kết hợp với nhau. Ví dụ như mình dùng cái hàm kloc ở đây, năm phần tử này,
Đó là mình có thể khi mình dùng cái hàm calloc mình hay cấp phát ban đầu, rồi muốn cấp phát thêm mình có thể dùng cái hàm reloc này để cấp phát thêm với phần tử này. Đó là ở phần cấp phát động, cũng gọi là mảng động. Con chó mảng là như thế, phép toán trên con chó này. Còn việc với chuỗi thì nó cũng tương tự thôi. Chuỗi chúng ta đến, mình nghĩ là học phần chuỗi chúng ta đã đủ hiểu về nó rồi. Ok, tiếp theo là cái phần gọi là truyền truyền tham chiếu. Cái phần truyền tham chiếu này sẽ có một cái ví dụ khá là phổ biến. Nó sẽ nằm ở cái phần lab cuối, bài lab cuối cùng của cái bài bài 10 này, bài 10.5. Đó chính là chúng ta viết một chương trình để hoán đổi hai số. Đây, hàng trước đó thì chúng ta đã học một cái hàm gọi là hàm swap, hàm quến đổi. Chúng ta tạo hàm swap như thế này. Chúng cho là hai cái biến A và biến B, hai cái biến mất tiền để quán đổi. Ở trong này chúng ta sẽ tạo một cái table để lưu A, A là B, B là sample. Đó nó là như thế. Để chúng ta tạo hai cái biến là biến A. Biến A bằng 12, biến B bằng 9. Đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện theo cái swap nó. Quán đổi hai số đó, mình sẽ in nó ra. Như này, như bạn thấy, khi mình dùng cái hàm này mình sẽ có thể hoán đổi được hai cái số 9 và 12, và số A nó là 9 và số B là 12. Nhưng mà cái điểm mà chúng ta cần phải nói ở đây là cái số 9 và số 2 này chỉ hoán đổi trong cái hàm swap này thôi, còn khi mà nó ra ngoài thì nó là câu chuyện khác. Khi mà ra ngoài thì các bạn thấy nó không còn quá đổi được nữa, và cái mà truyền vào AB này, vào trong cái hàm này này, người ta gọi nó là argument con by the value, tức là chúng ta truyền tham tham trị. Truyền tham trị tức là khi chúng ta chỉ truyền được cái giá trị của hai cái số này vào thôi, tức là truyền vào đây vô cái biến A biến B này. Là ở đây nó đã có cái hai cái giá trị này vào rồi. Ở bên cái hàm main nó sẽ có bộ nhớ, cái bộ nhớ để dành lưu biến A này. Nó sẽ có cái địa chỉ ở đây, cái địa chỉ ở đây, cái bộ nhớ, cái ô nhớ này để dành lưu cái biến B này. Nó sẽ có cái địa chỉ ở đây. Và cái ô nhớ A này sẽ có là giá trị là 12, cái ô nhớ B sẽ là 9. Và khi chúng ta truyền nó vào trong cái hàm swap này thì ở chỗ này này nó sẽ tạo ra thêm một cái biến A khác nữa. Cái biến A này là cái biến A của hàm swap, nó không liên quan tới cái biến này. Nhờ cái biến B này nó cũng không liên quan tới biến này. Cái liên quan duy nhất ở đây là chúng ta truyền hai cái giá trị này 12 vào đây thôi, để 9 vào đây thôi. Và xong sau khi nó thực hiện hoán đổi trong đây, giờ ra ngoài nó vẫn là hai cái biến B AB này, chứ nó không có thay đổi được. Đó là người ta gọi là truyền tham trị. Truyền tham trị tức là chỉ đơn giản truyền giá trị thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái ban đầu hết. Còn ở bài thực này hoán đổi, nó phải hoán đổi được khi mà ra ngoài luôn. Và cái thao tác hoán đổi đó ta gọi nó là argument call by the regression C, thì nó gọi truyền tham chiếu, tức là nó sẽ đối chiếu với cái, nó sẽ đánh xạ tới cái AB này luôn. Và chỉ để truyền tham chiếu thì chúng ta truyền con chó vào, truyền địa chỉ cho nó vào. Ở cái parameter này chúng ta truyền cái địa chỉ, cái con chó, hai con chó AB này, tức là thay vì
Chúng ta sẽ có hai cái biến AB ban đầu như này. Nó sẽ có cái địa chỉ ví dụ như là 0x97 0xx05, ví dụ như thế. 12 đây và 9 ở đây. Thay vì chúng ta truyền cái số 12 và cái số 9 này vào thì chúng ta sẽ truyền cái địa chỉ này vào đây, nó sẽ truyền cái 0x này vào đây. Và do nó là một cái địa chỉ cho nên nếu mà bạn dùng cái toán tử dấu sao này, bạn truy cập trực tiếp vào cái giá trị bên trong đây, bạn thay đổi nó thì nó sẽ ảnh hưởng được tới cái bên ngoài. Vì thế nên ở code thì chúng ta phải sửa lại một chút. Đó chính, cái biến A này nó chỉ là cái địa chỉ thôi, tại do nó là con chó mà. Con chó nó luôn một cái địa chỉ để cho nó lấy được cái giá trị của cái 12 này, chúng ta phải có dấu sao. Tương tự. Chúng ta phải có dấu sao như này. Tức là nó sẽ tham chiếu cho đến đến cái biến hai cái biến bên ngoài này. Vì thế nên khi mà chúng ta thay đổi cái giá trị bên trong này, nó sẽ ảnh hưởng luôn cái giá trị bên ngoài. Bởi vì chúng ta không phải truyền cái giá trị đơn giản gì giá trị này vào, mà chúng ta truyền vào cả một cái địa chỉ, truyền vào cả một cái địa chỉ mà, ở đây mà nó có tạo ra một cái ô nhớ để chứa cái con chỏ mới mới hay không, thì về cái tính chất con chỏ thì nó sẽ thay đổi, nó sẽ truy xuất được cái giá trị ban đầu này luôn mà. À, ở đây thì chúng ta phải tạo hai cái biến con chỏ nhé, một cái biến chỏ B, con chỏ BA này. Tại vì hai cái biến A và B này nó chỉ là một cái biến số bình thường thôi, chứ nó không phải là con chỏ. Mà ở đây cái parameter chúng ta là con chỏ nên chúng ta phải truyền vào nó là con chỏ mới được. Nó ghé vào cái chữ của B này. BA thì ghé vào cái chữ của A này. Truyền vào BA, BB. Đó. À, cái này dấu sao chứ. Tại vì giá trị mà. Đó, nó sẽ thay đổi cho chúng ta từ 12 này thành 9, thành 9 và 12. Nó sẽ ảnh hưởng ngay cả ban đầu luôn. Đó, và đó là cái bài này. Đó là chuyện thăm chị. Đó là chuyện thăm xâm chiếu. Đây mình sẽ xóa bỏ cái này đây. Đây mình xem nội phần nội dung tiếp theo nó sẽ còn cái gì không. À, phần con chỏ này à, mọi người thường nhiều người nói khó vì nó khá là lạ và nó là một khái niệm mới, cho nên chúng ta cần phải hình dung lại, hình dung ra nó. Nhưng mà nếu hình dung ra nó thì nó thật sự là cái công cụ mà chúng ta sẽ rất là thích dùng vì nó mang tính hiệu quả rất là cao. Đó là nếu một tổng một cái hàm cả về là cái địa chỉ một cái con chỏ thì bạn có thể dùng cái dấu sao ngay cái khi bạn khai báo một cái hàm nào đó. Sau tham số là con chỏ hàng thì sẽ để con chỏ hàng ở đây. Và cái này con khi mà nên khai báo con chỏ hàng thì chúng ta phải tuân thủ theo cái lý thuyết của con chỏ hàng về cái cách sử dụng của nó trong cái hàm này. Đó là phần lý thuyết. À, bài tập thì sẽ có rất là nhiều bài ở đây. Mình sẽ để cho nó ở hôm sau. Mình sẽ giải quyết những cái bài tập này. Mình thấy rất là dài. Và những cái bài tập ở bài 11 này thì mình thấy nó không có gì để chúng ta đáng phải phân tích sâu cả. Nó chỉ là đơn giản là chúng ta sẽ luyện tập cách mà sử dụng con chỏ cho quen thôi. Những cái bài này tương đối là nó cơ bản. Cái phần cái hàm squat này có thể là chúng ta sẽ được kiểm tra này khi mà thi cuối môn này, ta phải hiểu được cái hàm squat này. Nó là cái hàm nói về cái chuyện thăm chị tiêu biểu, một cái lý thuyết, một cái ví dụ tiêu biểu cho cái việc chìm thăm chị này đó. Và bài bài này nó chỉ có thấy không, các bạn có hỏi gì cho mình không nhỉ?
Đấy, nó còn phải quan tâm đến ba cái hàm này, ba cái hàm cấp phát bộ nhớ động này. Thường hàm reload nó được sử dụng khi mà ví dụ như chúng ta chiếu một chương trình về quản lý sinh viên, quản lý nhân sự, việc mà có thêm những sinh viên hoặc là những cái người khác vào thì chúng ta cần phải thay đổi cái độ dài của mảng. Ví dụ như là hôm nay thì số sinh viên đó là 6 người, nhưng mà ngày mai sẽ có nhiều bạn nhập học nữa thì chúng ta cần phải có thêm những cái ô nhớ khác. Nếu mà chúng ta dùng cơ bản bằng cái hàm malloc hoặc calloc này thì nó sẽ không đủ, cho nên cái hàm reload này nó như là cha của hai cái hàm này, nó sẽ có đủ hai yếu tố luôn. Nhưng mà về cái mà gán giá trị bằng không thì khi mà chúng ta khởi tạo thì chỉ có hàm calloc nó có thôi. Dạ, như ngày mai có thêm những cái sinh viên khác vào thì chúng ta dùng cái hàm reload này, chúng ta cấp phát thêm bộ nhớ, cấp phát thêm những cái ô ở đây để nhập tiếp thông tin của họ đó. Và đó là tất cả những cái phần kiến thức mà sẽ có trong cái cần chúng ta cần phải tìm hiểu trong cái phần con trỏ.